Thưa quý vị, quê tôi đó đầu làng trồng cây gạo, tháng ba về mang sắc áo đỏ tươi. Hai câu thơ của tác giả Hoa Lư như tâm tình của những người con xa quê. Mùa hoa gạo gắn liền với tháng ba trong tiết trời cuối xuân. Hoa gạo là biểu tượng đặc trưng của mỗi làng quê, mang một vẻ đẹp gần gũi và mộc mạc. Ở làng Đông Loan, xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng cũng có một cây gạo cổ thụ vẫn lặng lẽ trổ bông mỗi độ tháng ba về và giờ đã trở thành điểm đến của nhiều người vào mỗi tháng ba để tìm về sự yên bình của làng quê. Ở trong mỗi làng quê của vùng đồng bằng Bắc Bộ đều có sự xuất hiện của cây gạo ở bên cạnh miếu và chiến đê. Thế nhưng giờ đây cây gạo đã trở thành điểm du lịch để nhiều du khách đến tham quan và tìm lại sự bình yên trong tâm hồn của mình. Trong không gian đồng quê, sông nước hài hòa, hoa gạo rực rỡ trên nền trời trong xanh, tạo ra một khung cảnh thật thanh bình. Những bông hoa gạo đỏ tươi, chỉ nở duy nhất vào tháng 3, đã trở thành một nét đẹp của làng quê Yên Dũng. Không ít người đã tìm về đây để lưu giữ lại những khoảnh khắc thật đẹp cho riêng mình, cũng như tìm lại sự bình yên trong cuộc sống. Về với hoa gạo, tôi được sống với cảm giác rất là bình yên. Có cái gió của dòng sông thổi lên, có những triền đê, có những thảm cỏ xanh và thậm chí là được đắm mình trong cái không gian trong sạch, yên bình của làng quê Bắc Giang. Mình tìm được đến đây thì để ban đầu là có những bức ảnh đẹp, về sau đó thì làm cho mọi người biết và để muốn đăng ảnh lên để quảng bá những người người ta chưa biết thì mình cho mọi người biết đến cây gạo, đến quê hương Bắc Giang của mình. Hai cây hoa gạo đỏ rực bên ngôi miếu cổ trên triền đê của dòng sông Thương thơm mộng đã tạo nên một cảnh đẹp mà không nơi nào có được. Là một người yêu nhiếp ảnh, anh Nguyễn Văn Việt cũng có những cảm nhận của mình về vẻ đẹp riêng có này. Rất là vui khi là ở quê hương mình ấy có một địa điểm đẹp và nên thơ này. Nói chung là nó tạo cho mình cái cảm giác yên bình và có thể có động lực để sáng tạo thêm nhiều bức ảnh đẹp hơn. Trong nhịp sống hối hả như hiện nay, giữa những ồn ào đông đúc, ở đâu đó giữa những miền quê vẫn còn sót lại những cây gạo cổ thụ sừng sững đứng đó và lặng lẽ trổ bông vào mỗi độ tháng ba về. Nhìn ngắm những bông hoa gạo nở rồi tàn rơi vẫn còn nguyên sắc đỏ tươi như những ngọn lửa. Chắc hẳn không ít người phố thị muốn trở về với làng quê yên ả, trở về với tuổi thơ.